Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, lịch sử Việt Nam có vô vàn những điều thú vị và bí ẩn. Những câu chuyện lịch sử hấp dẫn sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong video sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, các vua Hùng trị vì bao nhiêu năm? Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, triều đại các vua Hùng ở Việt Nam bắt đầu khi vua Kinh Dương Vương lên ngôi năm Nhâm Tuất 2879 trước Công Nguyên. Triều đại này kéo dài đến năm Quý Mão 258 trước Công Nguyên thì kết thúc với 18 đời vua Hùng nối nhau, trị vì trong 2622 năm. Tính trung bình, mỗi thời vua Hùng Vương kéo dài khoảng 150 năm. Nghe thì có vẻ hơi hoang đường vì gần như 18 đời vua Hùng đều sống thọ khoảng 150 tuổi. Trong khi con người ngày nay khó có thể đạt được đến độ tuổi như thế. Ngay cả như quốc gia Monaco với tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới cũng chỉ đến 90. Nhưng nếu chúng ta tra cứu lại lịch sử về những người đã từng sống thọ nhất, thì dù con số 90 hay 150 năm cũng không phải là hiếm, thậm chí còn thua xa các bậc tiền nhân đi trước. Tuyển tập 12 quyển Vĩnh Thái Huyện Chí năm thứ 13 thời vua Càn Long nhà Đại Thanh đã được biên tập lại và xuất bản năm 1922, có ghi chép về người đàn ông tên là Trần Tuấn, tự Khắc Minh, ngụ tại thôn Thang Tuyền, huyện Vĩnh Gia Sơn, tỉnh Phúc Kiến, nay là thôn Thang Trình, xã Ngộ Đông, huyện Vĩnh Thái. Người đàn ông này sinh năm 881, niên hiệu Hy Tông Trung, nhà Đường, năm Tân Sửu, mất năm 1324, niên hiệu Thái Định Giáp Tử, nhà Nguyên, hưởng thọ 443 tuổi. Một trường hợp sống thọ đáng kinh ngạc khác là danh y Lý Khánh Nguyên, sinh năm 1677, mất năm 1933, hưởng thọ 256 tuổi. Lý Khánh Nguyên là danh y nổi tiếng cuối đời nhà Minh, đầu nhà Thanh. Năm 100 tuổi, ông đã được nhà vua trao tặng giải thưởng đặc biệt cho những cống hiến trong y thuật. Năm 200 tuổi, ông bắt đầu giảng dạy trong trường đại học. Rất nhiều học sĩ phương Tây nghe danh tiếng đến xin được gặp ông. Và còn nhiều cái tên khác nữa, quý vị có thể tra cứu lại trong lịch sử. Vậy nếu so tuổi với Trần Tuấn và Lý Khánh Nguyên, thì 18 vị vua Hùng của chúng ta có khi còn bị coi là đoạn thọ cũng nên. Đó là còn chưa nói đến người xưa còn rèn luyện dưỡng sinh, tu tâm, tu đạo, đời sống thanh cao, không khí mát mẻ, cảnh vật thơ mộng, đạo đức cao thượng, ít dục vọng. Môi trường sống rất tốt cho sức khỏe, hoàn toàn có thể đạt đến được độ tuổi như trên. Thứ hai, ai sát hại vua Đinh Tiên Hoàng? Sử sách chính thống của Việt Nam đều ghi rằng người giết chết Đinh Tiên Hoàng, bị vua sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại của Việt là hoạn quan Đỗ Thích. Sử chép rằng, viên quan này mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo được làm vua, nên đã giết chết cả Đinh Tiên Hoàng và Thái tử Đinh Liễn. Tuy vậy, nhà giáo Hoàng Đạo Thúy và một số nhà sử gia gần đây cho rằng, Đỗ Thích không phải là thủ phạm giết vua, vì Đỗ Thích chỉ là một viên hoạn quan, chức nhỏ, sức mọn, không hề có uy tín hay vây cánh, dù có gan đến mấy cũng không thể liều lĩnh đến như vậy được. Một giả thuyết được đặt ra, Đỗ Thích chỉ là tấm bình phong che đậy cho thủ phạm thực sự. Lê Hoàn và Dương Văn Nga mới chính là thủ phạm. Theo lý giải, việc Lê Hoàn làm phó vương khi Đinh Toàn lên ngôi, cấm cố họ Đinh cùng với việc các trung thần chống đối có thể là biểu hiện cho thấy mưu đồ chiếm ngôi của Lê Hoàn. Hành động của Lê Hoàn nhiều khả năng đã có sự trợ giúp của Dương Văn Nga. Dương Văn Nga có thể giữa bà và các hoàng hậu khác. Tiên Hoàng có những 5 người hoàng hậu. Đã xảy ra cuộc đua giữa họ về tương lai của ngôi thái tử. Do yếu thế trong cuộc cạnh tranh này, Dương Văn Nga đã chọn Lê Hoàn làm chỗ dựa. Do vậy, dù động cơ có phần khác nhau, Dương Hậu đã cùng Lê Hoàn tiến hành vụ ám sát chấn động lịch sử và dùng Đỗ Thích như một hình nhân thế mạng. Thứ ba, Lê Long Đĩnh có thật là một vị vua tồi tệ nhất lịch sử? Trong chính sử Việt Nam, Lê Long Đĩnh được mô tả là một người bạo ngược, tính hay chém giết, ác bằng vua Kiệt, vua Trụ ngày xưa. Ông nổi danh vì những thú vui tàn ác như tra tấn tù binh bằng các hình thức man dợ, lấy mía để trên đầu nhà sư mà dốc cho tuể máu. Do sống dâm dục quá độ nên Lê Long Đĩnh mắc bệnh không hồi được, đến buổi chiều thì cứ nằm mà thị triều, cho nên tục gọi là ngọa triều. Tuy vậy, giới sử học Việt Nam gần đây đã có những cách nhìn khác về vị vua tai tiếng này. Nhiều nguồn sử liệu khẳng định, Lê Long Đĩnh là ông vua đầu tiên cử người đi lấy kinh Đại Tạng cho Phật giáo và sư Vạn Hạnh, thiền sư Khuông Việt Ngô Chăn Lưu, cũng như các cao tăng khác thời đó đều được Lê Long Đĩnh rất trọng vọng. Đại Tạng Kinh Chữ Hán, bảo vật vô giá của Phật giáo và của văn hóa thế giới,
Bộ sách đó, theo lịch sử Phật giáo, là một bộ sách vĩ đại được rất nhiều thế hệ các cao tăng Trung Hoa vượt qua biết bao gian truân, khổ ải, dày công thu thập, sưu tầm và dịch thuật suốt 1.000 năm. Từ thế kỷ thứ nhất đến cuối thế kỷ thứ 10, đời Tống Thái Tổ mới in thành sách lần đầu tiên gồm 5.000 quyển. Riêng việc khắc bản phải mất 12 năm. Bộ sách đó không chỉ là tổng vực các kinh sách Phật giáo mà còn hàm chứa rất nhiều lĩnh vực triết học, lịch sử, văn học, nghệ thuật, thiên văn, toán học, y dược. Một ông vua lần đầu tiên biết đem những di sản vĩ đại như vậy về nước để xây dựng, phát triển nền văn hóa dân tộc, liệu có thể gọi là hôn quân? Và một ông vua đã trực tiếp sai em mình đi xin kinh sách về cho Phật giáo. Ông vua đó có thể nào lấy mía để trên đầu nhà sư mà dốc? Ngoài kinh Đại Tạng ra, Lê Long Đĩnh còn xin nhà Tống cả cửu kinh, gồm kinh Dịch, kinh Thi, kinh Thư, kinh Lễ, kinh Xuân Thu, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Mạnh Tử và Chu Lễ. Là 9 bộ sách vĩ đại nền tảng của văn minh Trung Hoa lần đầu tiên nhập vào nước ta, tất cả đều là do Lê Long Đĩnh cho người đi lấy về cùng một lần. Lê Long Đĩnh cũng là một ông vua biết chỉnh đốn triều đình. Một năm sau khi lên ngôi, ông đã sửa đổi quan chế và triều phục của các quan văn võ và tăng đạo theo đúng như nhà Tống. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua Lê Long Đĩnh lại xin được đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu, nhưng vua Tống chỉ cho mua bán ở chợ trao đổi hàng hóa tại Liêm Châu và Trấn Như Hồng thôi. Thế kỷ thứ 11, không chỉ nước ta mà hầu khắp thế giới, kinh tế đều tự cấp, tự túc. Phải có một nền tư duy kinh tế vượt xa thời đại mới biết xin đặt người coi việc tại chợ, trao đổi hàng hóa ở Ung Châu. Tức là sâu trong nội địa Trung Quốc, việc đó giống như việc đặt văn phòng đại diện thương mại nước ngoài bây giờ. Tư duy kinh tế đó mãi mấy trăm năm sau mới được biết đến ở phương Tây. Một hôn quân có thể nghĩ ra được điều này không? Trước khi chết ở độ tuổi 24, Lê Long Đĩnh còn chăm lo việc đào kênh, mở mang đường xá và đến tận nơi xem xét, rồi xuống chiếu đóng thuyền bè đi lại cho dân. Một ông vua suốt ngày ham mê tửu sắc, không đi lại được đến mức phải ngoại triều. Ông vua đó có thể làm được những chuyện ý nghĩa như vậy không? Không ngồi được, sau 6 lần cầm quân đánh giặc. Trong 4 năm làm vua, Lê Long Đĩnh đã 6 lần trực tiếp cầm quân ra trận, lần cuối cùng chỉ cách 2 tháng trước khi ông mất. Cầm quân đánh giặc liên miên như vậy, phải có sức vóc, người dâm dục quá độ, mắc bệnh không ngồi được, thử hỏi làm sao có thể đảm đương nổi việc này. Thứ năm, ai là thủ phạm trong thảm án Lệ Chi Viên? Cho đến nay, vụ án Lệ Chi Viên với cái chết bí ẩn của vua Lê Thái Tông và việc tru di tam tộc quan đại thần Nguyễn Trãi vẫn là vấn đề bàn luận sôi nổi của người nghiên cứu sử học Việt Nam. Theo sử sách, ngày 4 tháng 8 năm 1442, vua về Lệ Chi, nay thuộc huyện Gia Lương, Bắc Ninh. Cùng đi với vua có Nguyễn Thị Lộ, một người thiếp của Nguyễn Trãi, khi ấy đã vào 40 tuổi. Rất được nhà vua yêu quý vì sắc đẹp, văn hay. Tại Lệ Chi Viên, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng hà. Triều đình đã quy cho Nguyễn Thị Lộ tội giết vua, Nguyễn Trãi và gia đình bị án tru di tam tộc và bị giết ít lâu sau đó. Đến năm 1464, vua Lê Thánh Tông đã rửa oan cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước Tán Chủ Bá và bổ dụng người con còn sống sót của ông là Nguyễn Anh Vũ. Sau này, nhiều sử gia đã tán đồng với giả thuyết cho rằng chủ mưu vụ án chính là Nguyễn Thị Anh, vợ thứ của vua Lê Thái Tông. Về động cơ, thứ nhất là do bà đã có sẵn tư thù với Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ. Thứ hai là do thời đó, nhiều người trong triều dị nghị rằng Nguyễn Thị Anh đã có thai trước khi vào cung và Thái tử Bang Cơ không phải là con vua Thái Tông. Sợ Nguyễn Trãi gièm pha nên bà đã sai người sát hại vua rồi đổ tội cho vợ chồng Nguyễn Trãi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Trong những video tiếp theo, quý vị muốn chúng tôi gửi tới những câu chuyện lịch sử gì? Đừng ngần ngại để lại ý kiến của mình ở phần bình luận. Hãy bấm đăng ký và tích chuông kênh Lịch Sử Việt Nam để không bỏ lỡ những câu chuyện lịch sử thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!